Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Huy Family Cuộc Sống Mỹ. Thì hôm nay Ngọc đang chở Jay đi công việc. Đang chờ một chút thì có ngồi để kiếm cái chỗ mà đi hái cherry á. Thì gọi chỗ đó thì cái chỗ đó nói là ngày này là cái ngày mà cuối cùng để hái luôn á. Nên là Ngọc tranh thủ sẽ đi chở Jay đi hái cherry. Từ cái chỗ Ngọc đang ở đây thì hái cherry chạy xe là cỡ khoảng 36 phút lái xe, mà chạy cỡ mà 80 cây số một giờ là xa lắm luôn á. Nhưng mà cũng đi hái cherry tại vì chỗ đó có cái chỗ mấy con dê con đồ năm ngoái đi với bà hai rồi đó mọi người, đi cho chay nó chơi chứ là bữa giờ nó không có gặp mấy con nó ngoài đường ngoài đời phải không, đi cho gặp bạn nó. Hái cho cô chú nghe bạn, hát cho cô chú nghe bản này. Bà hai cách đây hôm qua hôm kia mới gọi cho bà hai. Bà hai nói trời ơi, trời ơi. Bà hai nói hả, trời ơi bữa đi bà hai ăn cherry, bà hai nhớ con viên chay. Nói là hả hồi bữa ở bên Mỹ đi hái chung với con viên chay á. Hả? Giờ đi hái cherry ha. Không. Sao không? Hái papi. Hái gì? Hái bác sĩ. Hái bác sĩ gì? Hái không? Mở bác sĩ ra thấy bác sĩ rồi sao nữa? Ừ, bác sĩ nhỏ mắt á hả? Dạ. Rồi sao nữa? Có mẹ với mẹ không sợ. À, rồi con khóc cái mẹ nó thôi đừng sợ phải không? Dạ, riêng cậu xuống nằm xuống. Chay nằm xuống dưới đùi mẹ để cho bác sĩ nhỏ vô mắt đó phải không? Dạ. Rồi sao nữa? Kể cho cô chú nghe coi. Muốn đi đâu chưa, từ chừng nào bác sĩ gọi vô nữa mới vô. Giờ là chuẩn bị là vô bác sĩ khám xong lần cái hai mẹ, cái mẹ đi dẫn chay đi mua kem ăn tại vì chay quá ngoan. Chay phải ngoan, cái mẹ dẫn mua kem ăn xong mẹ chở đi hái cherry chơi, ok? Không. Sao không? Không có cái gì hết. Không có cái gì. Thôi. Thôi sao? Thôi. Thôi gì? Thôi người ơi, thôi đừng nói những mẹ gì đi bác sĩ. Khiến cho lòng mẹ đau đớn. Mẹ ơi đi bác sĩ. Chờ chút, chờ chút. Tình yêu bao năm đậm sâu, lời hứa anh trao em ngày xưa. Nếu anh yêu ai thì anh yêu mãi người ơi. Phải không? Sao giờ đây giấc mơ ngày xưa nay đã vỡ tan. Tình yêu bao năm giờ đây giống như một giấc mộng phù du. Phải không? Thôi. Ok, xong rồi. Xong chưa? Dạ, xong. Đây nè mọi người ơi, Ngọc đã tới cái chỗ hái cherry rồi. Người ta nói hôm nay là ngày cuối cùng nên là phải đi. Đây lại cô này là hỏi cherry nè. Cái bảng giá nè. Hi, I want cherry picking. Cherry picking, sweet or tart cherry? Sweet, please. Sweet cherries? Okay. Do you like sweet cherries in the pail? Do you just want one? Just one, yes. Just one? Okay. So you'll go and wait over there for the wagon, and then the wagon will come pick you up. Oh, okay. Thank you. Yep. Đi lại người ta đưa cho mình, ta hỏi mình là muốn hái cherry ngọt hay là cherry chua. Mình nói muốn cherry ngọt thì người ta nói đứng lại đây nè. Đứng ở đây chờ chuẩn bị xe tới chở đưa đi. Đứng đây cho mát thì chờ đưa. Cái gì vậy? Đây là mọi người, cái chỗ hái cherry á là đằng kia kìa đó, ở đây đi bộ lại được đúng không? Không cho đi bộ, phải cho có xe tới đón. Bây giờ phải đứng đợi đây đợi có được không? Chay à, đừng chọc nước con. Đó, mình đi bộ tới đó là chỉ cần quẹo quán cái là bây giờ đi là tới liền mà không cho đi, có được không? Nó nói là không có được đi. Chay à. Đó, đợi lâu quá giờ chay vô chay mua kẹo nè cô chú ơi. Khoái, trời ơi, lấy xe kẹo đồ khoái. Lấy cây nào lấy cây thôi nghe, lẹ lên chiếc xe ngoài. Người kia ta đang đợi ngoài kia xe chưa tới đó, lẹ lên. Cái nào một cái thôi. Cái nào? Con thích cái nào? Thích cái nào? Wow. Thích con heo hay là thích... Lấy đây con tự lấy được mà mạnh lên. Nè. Đó, xe tới rồi cô chú ơi. Chuẩn bị lên chỉnh ngồi đi chay.
Đây là mọi người, người ta vừa mới thả mình xuống sweet cherry, là cái cherry ngọt á. Đây à, cái chỗ này. Ủa sao chỗ này hái nó khác mấy chỗ năm ngoái quá hả? Cặp Mai, cặp này coi, cặp này giùm Mai. Để Mai quay cho cô chú coi coi. Chỗ của năm ngoái nó và còn chỗ bà Hai là nó gần cái chuồng kia kìa. Cái này coi. Đó, trái bự dễ sợ không? Bự chà bá lửa. Nhỏ xíu rồi. Chay, hái cherry nè chay. Đó. Trái nhỏ xíu rồi mọi người. Nhỏ mà. Mấy cái trái ở ngoài siêu thị bán chắc bự gấp 3 lần trái này á. Ôi chua dữ hả? Nó ngọt mà sao chua quá. Đây nè. Trời. Trời ơi giờ nó kẹo. Hái cho đi nè. Hái đi bỏ vô cho mẹ. Chú lại à. Coi coi. Đó mọi người thấy không? Quá trời luôn mà. Nhỏ xíu à, chắc cái trời ơi vậy mà bà này bà nói cái đợt này ngày hôm nay chắc ngày cuối cùng. Cuối cùng gì? Cái này còn ngày mai mốt nữa chứ cuối cùng gì bà hôn nôm cho mình tới hay gì á. Trời ơi, bỏ vô cái đấy đi lo đi hái cho đi với mẹ nè. Trời ơi chua của này sao hái trời. Nè mọi người. Rồi bỏ kẹo vô. Rồi đi hái cho đi với mẹ. Nè, một pound á là 4 đồng. Cái này á đi hái cho vui, quay cho mọi người coi chứ còn ăn uống gì nó chua quá. Sweet đó nha, vậy chữ chữ là sweet đó. Đây nè, cái cây này cũng quá trời luôn mà trái nhỏ không mà thấy không? Ngộ ha, sao mấy cái trái mà đi hái ở ngoài vườn nó nhỏ. Cái miền gì, cái miền Michigan này mấy trái thấy tội nghiệp ghê. Trái đâu rồi? Trời ơi đi theo tá chí trời. Đi theo mẹ nè. Đi theo mẹ, theo mẹ. Ủa hay là mình hái lộn cây? Hay là mấy cái trái này chưa kịp chín tới nãy giờ lo đứng chữ. Nè mấy cái trái này bây giờ nó mấy trái đằng đây bây giờ nó đỏ hơn nè. Lại đây chay. Chay đi come here. Đây nè trái này nó màu khác nè. Màu khác bị sâu ăn rồi nè. Mẹ con bỏ vô. Ủa sao mẹ bỏ vô trái nào rồi rớt bắt trái đó. Ủa gì kìa vậy? Ủa là sao? Ủa sao vụt? Trời ơi, người ta lấy cái thao người ta đi hái cherry mà tôi bỏ vô trái nào hèn chi tôi nói ủa nó ai nó ăn ha cái gì vậy trời, cuối cùng tôi nhìn vô cái vỏ không có gì á, có được không? Ủa đi theo mấy người này chi vậy? Chị đi. Trời ơi tôi hái trái nào nó vụt trái đó. Có được không? Này. Thấy không? À ở trong đây có mấy trái khác nữa nè. Ở trong đây mấy cái trái này màu khác nữa nè. À, ngộ ha, vậy chắc mấy trái này mấy trái chín nè. Nãy giờ không lắm lo ấy đâu đứng chữ. Ngay coi ăn cái này có đúng nó có xì quýt tì gơ không nha. Đúng rồi ngọt hơn chút, đúng rồi. Đúng rồi, nãy giờ ngu. Đi hai mấy chai sống. Chạy đi. Đây. Xì quýt tì gơ nè. Chạy đi. Trời ơi, nó đi theo con người ta không. Trời ơi, nó không đi hái cherry với mẹ nữa. Đây, đây, con cho mẹ bỏ vỏ coi. Đây. Nhớ hồi đó mấy cái trái trên cao này là bà Hai leo lên hái luôn á. Chay. Nè. Bỏ vô. Cái gì con? Sao không hái cherry nữa? Ủa da. Rớt rồi. Cái cây này là còn quá trời luôn nè. Đó. Đó. Úps. Bẻ sao nguyên cành của ta luôn. Kìa mọi người nhìn lên kìa. Ồ coi cái chùm này đã ghê không? Này sắp chín rồi nè. Cái màu nó sắp rồi đó. Mai mốt nữa là hái kịp. Cái vườn này khác cái vườn bữa ha, ngộ ha. Đó.
con bẻ đó làm chi vậy? Cây đó nhánh khô đó, con coi chừng nó đâm vô mắt con đó nha. À, mọi người yêu cầu hái cherry. Dạ, dạ. Đây nè. Cái bà chay nè, càng ngày bà càng làm biếng nè. Hồi nhỏ sao làm xiên lắm mà càng lớn càng làm biếng. Ok, ngồi im nói xuống mẹ mở kẹo cho ăn nha. Coi mẹ hái được cherry nè. Đây đây mẹ mở kẹo cho. Thích kẹo hay thích cherry? Kẹo. Thích kẹo phải không? Dạ. Con nói làm sao? Con gì? Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ. Ừ. Rồi cầm cái vỏ cho mẹ. Vừa cầm kẹo vừa cầm vỏ đi theo sau lưng mẹ. Để mẹ đưa cherry rồi là cầm liền nghe chưa? Lùng bất tiện dễ sợ luôn. Không có giới trên cao hái được. Đúng rồi, mẹ cảm ơn nha. Mẹ cầm con. Ừ, không con cầm đi. Không mẹ cầm. Trời giờ nó làm biến nó siêu bắt tôi cầm. Ừ, đeo vô. Mẹ không được. Không được gì? Con cầm cái nhỏ nhỏ bông con. Trời ơi trời, bây giờ đổi bông. Có được không? Không được, không được. Mẹ phải hái cherry chứ mẹ không có bồng con được. Con tự đi đi. Rồi, cái trái này bự dễ sợ. Thấy nãy giờ thấy trái này bự nhất á. Bên bồng con. À, đây nè, để mẹ hái trái này xong nè. À. Đó, mọi người yêu cầu Ngọc đi hái cherry ha. Năm nào cũng có phải có một clip cherry, một clip dâu cho mọi người. Mẹ bông con. Hả? Con bông con. Ủa? Chay là thấy không hứng thú gì với việc hái cherry gì đó. Bông con nhỏ. Mẹ ơi, bông con hái nhỏ. Đây. Bà hai qua hái cherry bà hai ơi. Bà hai có đang coi video clip này không? Hái cherry nè bà hai. Bà ngoại chay cũng thích hái cherry lắm. Trời ơi, coi tôi dở áo lên tôi hái cherry, cái áo tôi nó sóc lên nó lòi cái rúng, cái bãi bãi chọt vô cái rúng của tôi rồi bà đứng bà cười. Đây nè chay, coi chay, bốn trái này nè chay. Wow, quá đã luôn ha. Đây nữa nè chay. Cái này người ta bán nửa ký là 90.000 nha mọi người. Mẹ bông con. Mẹ ơi bông con. Đó. Đây nè, coi trái này ngon ghê chơi chơi. Mẹ đi. Không đi. Ngon giòn á. Thôi mọi người. Vậy là khổ dễ sợ. Khổ. Đây nè, bị nắng quá thì vô trong mát ngồi. Không có spoil cái kiểu đó nghe chơi. Chay là mẹ thấy là chay spoil lắm luôn rồi đó. Không spoil nữa. Không spoil nữa phải không? Mấy trái đằng đây là bây giờ ngọt rồi nè mọi người. Đau quá. Cái gì đau con? Không, con đừng có lụm mấy trái đó chay. Mấy trái đó rớt dưới đất đừng lụm con. Mấy đó người ta hái bị rớt á. Coi nãy giờ mẹ hái được nhiêu đây rồi nè. Mẹ nghĩ nhiêu đây là đủ rồi đó. Chứ mình về mình ăn cũng không hết nữa. Kẹo đâu? Đó, ăn bao la bao bụng luôn mọi người. Thấy không?
Cái cây này còn nhiều nè. Còn nhiều mà chín nè. Con đang ăn cục kẹo kia thì con để nó đi. Năm ngoái đi hái với bà hai phải mùa này, chúng ta hình như cũng đi hái bà hai mùa này. Wow. Cá đẹp kìa. Ups. Rớt rồi. Trời, nãy giờ ăn đã luôn á mọi người. Phải chi mà có mọi người ở đây hả? Ăn đã luôn á. Cherry là bao bụng. Con ăn đã không? Đứng gõ kẹo không mà. Còn ở bên cái giường bên này là cái trái gì Ngọc cũng không biết nữa. Hình như là nho hay gì á. Cái bùi giường bên này là trái gì ta? Trái gì nè. Đó. Nãy giờ Ngọc chỉ đứng, nãy giờ Ngọc chỉ xuống tới đây Ngọc đứng Ngọc hái mấy cây này thôi. Tại vì cái cây này Ngọc thấy chín nhiều nè. Ồ, xe tới kìa. Xe đưa rước mọi người đó. Giờ mình đi vô chưa? Can we go back yet? Đó, giờ lên nè. Lên đi về nè. Thái nhiêu đây đủ rồi đó. Lên nè. Đây nè mọi người, đây là cái giường hái cái trái raspberry nè. Raspberry là tiếng Việt là gì Ngọc cũng không biết nữa.